Mùa dịch corona này coi bộ căng dữ mày. Cứ đà này, tôi càng lo cho gia đình mẹ. Đồ ăn thức uống họ còn giành giật nhau, còn khẩu trang tìm mọi không thấy. Khẩu trang giờ nó quý như vàng, bởi vậy mới nói có nhiều thứ không mua được bằng tiền. Cũng như tình anh em chúng ta, có tiền cũng chưa chắc mua được. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta mãi là anh em. Tình nghĩa anh em không mua được bằng tiền, nhưng khẩu trang thì có. Khẩu trang của tao. Như tình cảm anh em chúng ta, có tiền chưa chắc mua được không? Tình nghĩa anh em đồ má. Dù có chuyện gì đi nữa thì giờ chỉ cần ông đái xong quay đi thôi là được. Đúng vậy á.
hai ba. Ra 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 ơi.